Nếu điện thoại của bạn bị nóng, giảm hiệu năng khi chơi game, bạn có thể tham khảo ngay tản nhiệt Kim Minh giảm ngay 20 độ C chỉ trong 30 giây. Đường link mình sẽ để ngay phần mô tả video nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FB Channel, lại là mình đây. Hôm nay là ngày thứ 6 các bạn ạ, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series Hỏi gì đáp nấy rất quen thuộc trên kênh FB Channel của mình nhé. Lúc nãy thì mình có làm về một con tablet của bên phía TechLad, thì mình thấy con đấy 2-3 triệu khá là ngon. Thì nếu bạn nào quan tâm thì có thể xem lại video cũ. Còn nếu bạn nào đang quan tâm về những mẫu iPad và những mẫu tablet Android có cấu hình cao và một cái trải nghiệm tốt hơn thì có thể tham khảo ngay tại Di Động Việt nhé. Tại vì mình thấy ở Di Động Việt đang bán rất là nhiều những dòng Samsung Galaxy Tab này, rồi là iPad với mức giá cực kỳ là hợp lý, cũng như là có rất là nhiều ưu đãi khác nhau. Thì đường link mua hàng mình sẽ để ngay phần mô tả video. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn có tên là Linh Nguyễn. Anh ơi, cho em hỏi có những con điện thoại nào chạy cho mình con chip 855 giá rẻ nhất thị trường? Thì mình thấy là nếu như bạn đang yêu cầu cho mình con chip Snapdragon 855 rẻ nhất thị trường thì bạn có hai option. Một là chọn những dòng flagship hàng cũ, ví dụ như là LG G8 thì mình thấy bây giờ đang được bán hàng line new, hàng cũ 97, 98, 99%. Với mức giá loanh quanh tầm là 5 triệu đồng thì mình thấy con này là một trong những con flagship có 855 hiện tại có một cái mức giá là hợp lý và rẻ nhất rồi. Nếu mà bạn không thích LG G8 thì bạn có thể ngó qua một tí về các sản phẩm là K20 Pro đến từ nhà Xiaomi, thì bạn có thể tham khảo ở một số trang như kiểu Chợ Tốt này, rồi Facebook này. Tuy nhiên khi bạn mua hàng cũ thì một là tìm đến những cửa hàng uy tín, hai thì bạn phải có kinh nghiệm nhá. Đó, thì với sản phẩm K20 Pro bây giờ thì đang được bán với mức giá loanh quanh tầm là 4,7 triệu đến 4,9 triệu gì đó, thì mình thấy mức giá của con K20 Pro cho con chip là 855 thì nó cũng quá là thơm. Thì bạn có thể tham khảo qua hai cái lựa chọn của mình, đều là hai con máy có cho mình con chip 855 với một cái mức giá rẻ nhất. Còn với những con chip 855 khác thì hiện tại mình thấy mức giá của nó còn quá chát, như kiểu Samsung S10 rồi là S10 Plus thì mức giá của nó đang loanh quanh tầm 8-9 triệu đồng thì mình thấy vẫn hơi mặn. Rồi là một số lựa chọn đến từ OnePlus như kiểu OnePlus 7 Pro thì hiện tại cũng tầm là 8-9 triệu đồng thì mình thấy nó cũng quá mặn với con chip là 855. Thế nên bây giờ K20 Pro và LG G8 chính là những cái lựa chọn nó hợp lý nhất cho con chip 855 bạn ạ. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Mái Yêu Anh Độ. Bạn này fan cuồng của Mixi Gaming. 2-3 tháng nữa liệu con Xiaomi Mi 10T Pro có giảm còn 7-8 triệu không anh? Không lấy quà và 7,8 triệu đó con nào camera như Mi 10T Pro 108MP, vân tay trong màn, tần số quét cao không anh? Với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là Mi 10T không bao giờ có mức giá 7 hoặc 8 triệu chắc chắn luôn. Tại vì tất cả những yếu tố khiến cho con Mi 10T nó rẻ là nó đã được cắt giảm hết rồi. Ví dụ như là Mi 10T Pro thì nó chỉ bán ở online và mức giá chính xác của nó là 11.990.000 đồng. Tuy nhiên ở một vài đợt Black Sale nhất định và một khoảng thời gian nhất định nó mới sale xuống mức giá 9.990.000 đồng thôi. Còn nếu bình thường anh em vẫn mua nguyên với mức giá đó chính là 11.990.000 đồng, và nếu giảm sâu nhất thì cũng chỉ xuống là 9.990.000 đồng mà thôi. Thế nên mức giá tầm 7-8 triệu là hoàn toàn không có. Và khi bạn mua Xiaomi Mi 10T thì gần như cũng chả có quà gì để mà trừ quà cả. Thế nên là mức giá tầm 7-8 triệu thì gần như rất khó bạn ạ. Và bạn phải tích tiền để có thể là mua được con Mi 10T và trong những đợt sale như kiểu 11 tháng 11 với mức giá tốt nhá. Rồi, bạn có yêu cầu mình là có con nào camera như Mi 10T, vân tay trong màn, tần số quét màn hình cao không anh? Nếu như bạn bỏ qua yếu tố là camera như Mi 10T, vân tay trong màn hình tần số quét cao thì có con là Vivo IQ Neo 3 hoặc là tầm đấy thì bạn có thể mua được con Redmi K30 Ultra thì mình thấy nó đều ngon. Tuy nhiên camera 108 chấm thì gần như trong tầm giá này chỉ có duy nhất con Mi 10T Pro có thôi. Còn nếu bạn muốn có 108 chấm thì chỉ có cách là mua S20 Ultra hoặc là Note 20 Ultra nhé. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Phan Minh Béo. Tên bạn này hơi weebu một tí. K30 Ultra và iPhone XS Max có chơi được Liên Quân PUBG COD ở Mong Ước Galaxy Impact nhưng không chơi được lâu cũng không sao vì em có iPhone 12 rồi. iPhone XS và K30 Ultra có chơi được 4 năm nữa không anh? Mong anh rep. Thực sự thì mình thấy là câu hỏi của bạn thì hơi bất đồng một chút, tại vì mình thấy là con iPhone 12 ấy thì bản thân nó chơi game đã có quá ngon rồi thì tại sao bạn phải mua thêm K30 Ultra hay là iPhone XS Max làm cái gì, trong khi đang có Apple A14 bạn lại muốn chơi game trên con Apple A12 để có được trải nghiệm game không ngon bằng. Rồi con Dimensity 1000 Plus thì chắc chắn nó không bằng Apple A12, chứ đừng nói là so với con iPhone 12.
Thế nên nếu bạn đang có một con máy chính giống như mình là iPhone 12 rồi thì mình khuyên bạn là bạn nên mua một con máy gaming để có được cái trải nghiệm chơi game nó tốt hơn. Ví dụ như là 10 triệu hoặc 9-10 triệu gì đó, bạn quất cho mình con Mi 10T Pro, con này chơi game cực kỳ ngon. Hoặc là bạn không thích dòng Mi 10T Pro, bạn muốn kiếm một dòng gaming phone nó ổn áp hơn thì bạn có thể quất cho mình con ROG Phone 3 bản Airline. Thì mình thấy con này tất cả mọi thứ đều ngon, tần số quét màn hình cao, pin trâu, hiệu năng tốt, trải nghiệm chơi game quá tuyệt vời. Thì tại sao bạn không mua những lựa chọn đó mà cân nhắc K30 Ultra hay là iPhone XS Max làm cái gì? Rồi, bạn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm chạy cho mình con chip 855 Plus khác, ví dụ như là Lenovo Legion Gaming Phone, rồi là Red Magic 5G, Red Magic 5S. Đó là những cái lựa chọn cực kỳ ngon để chơi game tầm 3-4 năm. Chứ mình thấy là con iPhone XS Max và K30 Ultra thì chơi game tầm 3-4 năm là không nổi nhá. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Trick Gamer. Em chào anh, em muốn hỏi là có nên mua con tai nghe i12 không ạ? Giá tầm 69.000, em muốn trải nghiệm AirPods mà không có nhiều kinh phí. Thì mình thấy là mình cũng đã có tham khảo qua con tai nghe i12 với mức giá loanh quanh tầm là 6-70 rồi. Thì mình thấy là với một chiếc tai nghe True Wireless có một cái mức giá rẻ như vậy thì cũng rất đáng để cho bạn trải nghiệm. Tại vì với 69.000 thì mức giá nó không quá cao, và bạn mua về nếu dùng tầm là nửa tháng hay là một tháng hư nó cũng không thành vấn đề đối với bạn. Tại vì 69.000 thì nếu bạn nhịn ăn thì tầm là 3 bữa ăn sáng là có thể mua được rồi, hoặc là cũng chỉ bằng 1-2 tô phở thôi. Nếu bạn có nhu cầu thì hãy quất về mà trải nghiệm đi. Tại vì mình thấy là con tai nghe i12 cũng là một chiếc tai nghe ngon và có thể nghe được, và mình đã có dùng qua em nó rồi. Hồi xưa nó được bán với mức giá loanh quanh tầm 200-300k cơ, bây giờ không hiểu sao mà giảm giá sâu đến vậy. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Nhóc Liên Quân. Anh tư vấn cho em có 4,5 triệu nên mua điện thoại gì ạ? Chiến game tầm 2-3 năm, anh tư vấn chúc anh sức khỏe. 4,5 triệu thì mình có hai lựa chọn cho bạn. Nếu bạn chọn hàng chính hãng thì con Redmi Note 9S chính là cái lựa chọn hợp lý nhất. Tại vì trong tầm này Redmi Note 9S nó có gần như đầy đủ tất cả yếu tố để gaming rồi. Màn hình của nó lớn này, tuy là không có tần số quét cao đâu, nhưng mà tại vì tầm này thì hàng chính hãng làm gì có con nào có. Rồi là Redmi Note 9S thì nó sẽ có cho mình hiệu năng tốt và con chip 720G. Nó sẽ có cho mình một cái viên pin trâu, nó có cho mình một camera ổn áp. Và bạn chơi một số tựa game nhẹ nhàng như kiểu Liên Quân 2-3 năm thì thoải mái luôn. Và PUBG 1-2 năm cũng rất là ok với con chip là 720G. Đó. Còn nếu bạn nhắm đến hàng sách tay thì bạn có thể cân nhắc cho mình con Realme Q2. Hôm trước mình còn đã làm một cái video đánh giá rồi thì mình thấy con Realme Q2, cái trải nghiệm về phần gaming của nó rất tốt, màn hình của nó tần số quét rất cao và còn rất là nhiều các yếu tố khác nữa các bạn ạ. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Ngọc Bùi. Anh ơi, iPhone 8 Plus Lock giá 5,9 triệu có nên mua không ạ? Thì mình thấy là iPhone 8 Plus Lock giá 5,9 triệu thì cũng là một con hàng đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên thì mình thấy là cái này cũng sẽ tùy theo nhu cầu của bạn là bạn có thể dùng hàng lốc được hay không. Tại vì mình thấy là tên của bạn là tên con gái và avatar cũng là avatar con gái luôn, thì mình thấy là một số bạn gái thì hơi ít kiến thức, hơi ít kinh nghiệm khi mà sử dụng iPhone lốc. Thế nên là cái vấn đề mà bạn bị văng sóng này, rồi là bạn bị cài unlock, bạn cài cái sim ghép lên thì bạn không biết cài, thì thực sự đó là những vấn đề khá là đau đầu và ảnh hưởng rất là nhiều đến cái trải nghiệm dùng một chiếc máy của bạn. Thế nên là ngoài trừ là iPhone 8 Plus lock ra thì bạn có thể tham khảo những lựa chọn về điện thoại Android, thì mình thấy nó cũng rất là ngon và cấu hình và trải nghiệm của nó thì không hề thua kém so với con iPhone 8 Plus lock. Ví dụ như tầm này thì bạn có thể mua được con LG V50 ThinQ, màn hình của nó tốt hơn, hiệu năng của nó ngon hơn, trải nghiệm pin của nó trâu hơn so với iPhone 8 Plus, thì mình thấy nó đáng hơn khá là nhiều so với con iPhone 8 Plus lock. Còn nếu mà bạn bỏ qua cái yếu tố nghe gọi đi thì mình thấy là với sản phẩm iPhone 8 Plus lock nó vẫn là một con máy rất là ngon trong tầm giá, có thiết kế đẹp này, logo Apple này, hiệu năng Apple A11 tuy nó không mạnh so với cái 855 nhưng mà nó vẫn đủ cho bạn có thể chiến game tầm 2-3 năm rồi. Camera của iPhone 8 Plus thì cũng rất tốt này, có khả năng chống nước IP67 này. Nói chung là một con máy đáng để mua nếu như bạn bỏ qua cái yếu tố là lock đi nhá. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Thanh Trần. Chào anh Hùng 20cm, cho em hỏi là giữa Vivo i12s và Vivo i20 thì con nào tốt hơn ạ? Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công, mong được lên TV. Với câu hỏi của bạn thì mình cũng đã có tham khảo qua rồi và mình có tìm thông tin thì mình thấy là không có con Vivo i12s nào cả bạn ạ, và chỉ có Vivo i12 thôi. Và nếu chúng ta so sánh i12 với i20 thì mình thấy i20 có nhiều thứ ngon hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cấu hình thì i12 chỉ có con chip mình con chip là Helio P22, còn i20 có cho mình con chip đó chính là Snap 460, nó mới hơn. RAM cũng lớn hơn là so với i12 này. Và đặc biệt là có một cái điểm trên cái sản phẩm Vivo i20 mình cũng khá là thích, đó chính là nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, thay vì cái sản phẩm i12 thì nó sẽ không có. Đó, nói chung thì cấu hình với sản phẩm Vivo i20 nó sẽ ngon hơn. Vivo i20 nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh, rồi trải nghiệm gaming các thứ thì nó sẽ ngon hơn. Thế nên nếu bạn lựa chọn một trong hai sản phẩm này thì bạn có thể quất ngay cho mình con Vivo i20 nhé. Và đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Trí Trân.
Em chào anh, hiện tại em đã có 5 triệu, có thể cố thêm một chút, em nên mua điện thoại gì ạ? iPhone hay Android đều được, nhu cầu của em là chơi game PUBG liên quân 60 FPS, lâu dài, cũ mới, sách tay đều được. Em hỏi nhiều lắm rồi, chúc anh có nhiều sức khỏe và bớt căng thẳng ạ. Thì với câu hỏi của bạn Trí Trần thì mình thấy là 5 triệu bạn cũng có khá là nhiều lựa chọn. Tuy nhiên nếu chúng ta xét đến những lựa chọn về điện thoại iPhone thì gần như không có. Tại vì tầm này 5 triệu bạn chỉ có thể mua được iPhone 7 Plus mà thôi. Còn iPhone 7 Plus bây giờ thì nó quá là kiểu lỗi thời, có hình yếu, có thứ rồi. Thế nên 5 triệu đó thì bạn có thể cân nhắc một vài lựa chọn đến từ Android. Nếu bạn thích máy flagship bằng cũ có hiệu năng tốt nhất, trải nghiệm tốt nhất thì với sản phẩm LG G8 chỉ là cái lựa chọn mà hợp lý nhất với nhu cầu của bạn. Còn nếu mà bạn muốn kiếm một con hàng mới thì tầm 5 triệu bạn hãy quất ngay cho mình cái sản phẩm là Vivo IQ Z1X. Tại vì con này có đầy đủ tất cả mọi yếu tố tốt trong cái phân khúc giá 5 triệu. Cấu hình tốt, trải nghiệm gaming tốt, pin trâu, camera ổn áp. Nói chung thì với sản phẩm Z1X chính là cái sản phẩm hoàn hảo nhất trong phân khúc giá 5 triệu và có được cái hiệu năng chiến game tốt nhất. Và nếu bạn muốn xác định như mình đã nói là chọn hàng sách tay, flagship thì bạn nên chọn cho mình con là LG G8 Thank You nhé. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Julie7. Anh ơi, em có người bạn bán con K20 giá tầm 3,5 triệu máy trời, nhưng được cái là bạn em mua nguyên siêu chưa bung, máy nguyên zin, có nên mua để dùng làm máy chính không ạ? Em đã có iPhone 7, cảm ơn anh. Thì với con Redmi K20 bán với mức giá loanh quanh tầm 3,5 triệu thì mình thấy đây cũng là một cái mức giá nó là mặt bằng chung của sản phẩm K20 rồi. Tại vì mình tham khảo trên chợ tốt thì cũng đang có mức giá loanh quanh tầm 3,3 đến 3,8 triệu đồng. Thì mình thấy con Redmi K20 cũng là một con máy khá là đáng để dùng. Con này thì có màn hình full viền, có được trải nghiệm camera pop-up này, có được vân tay dưới màn này. Hiệu năng của nó cũng khá ngon với con chip là 730. Thì nếu như so sánh tầm giá tầm 3,5 triệu thì 730 vẫn là một trong những con chip mà khá là ngon để giúp bạn có thể chiến game. Đó, nếu mà bạn khẳng định luôn là con máy này còn nguyên zin thì mình thấy nó vẫn đáng để lựa chọn. Tuy nhiên thì bạn có thể gọi bạn của bạn fit thêm ít giá nữa, tại vì con máy này cũng đã có trầy xước rồi, thì tầm 3,2 triệu là hợp lý nhất. Còn nếu 3,5 triệu thì bạn có thể kiếm được những lựa chọn về Redmi K20 với mức giá là tương tự mà máy thì đẹp hơn và không trầy xước chẳng hạn. Rồi, và con này nếu như mình so sánh với con iPhone 7 thì mình thấy là nó sẽ đáng dùng hơn iPhone 7, và dùng làm máy chính thì nó sẽ ổn áp so với iPhone 7. Ví dụ như màn hình lớn hơn, pin trâu hơn, trải nghiệm chắc chắn sẽ tốt hơn so với iPhone 7, và gaming thì chắc chắn nó cũng sẽ ăn so với iPhone 7 nhá. Cảm ơn bạn Julie7. Và đến với câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là PDP Music. Anh ơi, anh tư vấn cho em điện thoại dòng Redmi rẻ cho học sinh chơi liên quân pin trâu. Nếu như mà rẻ cho học sinh thì mình nghĩ là tầm 3 triệu là rẻ rồi. Thì tầm này bạn hãy mua cho mình con Redmi 9 là hợp lý nhất. Con này có pin 5000 mAh này, có con chip Helio G80, trải nghiệm game liên quân khá là ok. Bạn có thể dùng một số thủ thuật để cho nó lên 60 FPS và trải nghiệm game liên quân của nó rất là tuyệt vời. Đó, Redmi 9 chính là cái lựa chọn tốt nhất trong phân khúc giá rẻ loanh quanh tầm 2-3 triệu đồng rồi. Chứ còn nếu một số lựa chọn mà nó rẻ hơn như kiểu con Redmi 9A hay là Redmi 8 thì mình thấy hiệu năng của nó khá là tệ và nó không có sạc nhanh nên thì khá là đuối. Ok, và đó chính là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi đáp lần này. Vậy thì bạn nghĩ gì về những câu trả lời của mình? Nó sai ở chỗ nào hay nó chưa đúng ở chỗ nào? Thì đừng quên comment để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và bạn có bất kỳ câu hỏi nào có thể để lại ở dưới phần bình luận của video này để mình có thể trả lời một cách sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye! Nhớ để làm một like và subscribe.